Xin kính chào các bác ạ, chào tất cả nhà mình yêu Lan nhé. Hôm nay thì bên em lại xuống các tác phẩm đơn thân. Kính mong các bác đón xem và chia sẻ ủng hộ nhà vườn nhé. Các bác mua hàng gọi điện trực tiếp qua số là 0977 842 981 các bác ạ. Mở đầu like thì em xin giới thiệu các bác đó là một trong những cây chậu cử bảo tiên đang nụ các bác ạ. Đây. Cây này phải nói là bản lá rất là to và đẹp các bác ạ. Chậu thì bao gồm có 3 cây nhé. Chậu này thì của em một cây hơi nhỏ các bác. Cây này về các bác chăm thêm này. Chậu này em sẽ tính tiền bằng 2 cây các bác. Cây này thì có độ giám nhẹ một chút và cây này đang nứt nụ các bác này. Cây này đang chuẩn bị lên nụ nhé và cây này thì đã có nụ rồi. Giờ em chia sẻ một cái chậu cửu bảo tiên 2 cây nhé. Chậu này em tính bằng 2 cây. Và em chia sẻ các bác bằng 580k các bác ạ. 580 cho một chậu cửu bảo tiên 2 cây nhé. Cho cái mã mở bát đầu like. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác đó là một siêu phẩm cáo VIP Cao Bằng các bác. Đây một trong những chậu cáo xếp hàng VIP lá xếp rụt các bác ạ. Dạ mã số 10. Đó, mời cả nhà mình ngắm một chậu tác phẩm đang rất là nhiều nụ luôn các bác này, đang nụ này. Đó đang nụ hết đây các bác ơi. Này. Mời cả nhà mình ngắm nhá. Siêu VIP cho mã số 10 các bác ạ, mã số 10 em chia sẻ các bác giá bằng 1.350.000 các bác ạ. Đó 1.350.000 cho mã số 10 các bác nhá. Đây là mã số 10. Đó. Tiếp đến thì em chia sẻ các bác mã này là mã số 8 các bác ạ. Mã số 20. Đó trước màn hình của em là mã số 20 các bác. Cây này thì là cây đẻ búi các bác ạ. Đây, cây đẻ búi nhá. Này, một gốc 3 con các bác ạ. Đây cây bên này cũng là cây đẻ búi các bác này. Dạ mã số 20 ạ. Mã số 20 thì em chia sẻ các bác là bằng 800k các bác nhá. 800k cho mã số 20 các bác. Một chậu xếp Cao Bằng hàng đẹp ạ. Đây có một con phân nhánh này mà nó đứt mất một cái ngọn các bác này. Con phân nhánh là đứt mất một cái ngọn các bác nhá. Mã số 20. Rồi tiếp đến của em là mã số 21 các bác ạ. Đây trước màn hình là mã số 21 nhá. Đấy phải nói cây đang nụ các bác này. Một chậu sơ mi. Đây, một trong những chậu sơ mi các bác, một chậu trắng sơ mi nhá. Đây mẹ bồng con các bác nhỉ, mẹ đẻ búi này. Đó, một cái chậu sơ mi này mã số 21. Dạ em chia sẻ các bác bằng 500k một chậu các bác nhá. 500k cho một chậu sơ mi. Mã số 21 các bác ạ. Đây là mã số 21, đó một chậu sơ mi nhá. Đó, tiếp theo là mã số 7 các bác ạ. Đây. Trước màn hình của em là mã số 7 phải nói quá là nhiều nụ các bác, cây xếp đẹp này. Cây xếp đẹp các bác này, sơ mi này, tím này, đỏ này. Mời cả nhà mình ngắm toàn bộ là cây siêu xếp VIP, 5 con đều có nụ các bác ạ. 5 con đều có nụ cả năm nhá. Rồi, một trong những cây đỏ siêu là đẹp các bác ạ. Dạ em chia sẻ cái mã số 7 bằng 850 các bác nhá. 850 cho mã số 7 ạ. Rất chi là đẹp các bác ạ. Và tiếp đến là mã số 18 các bác nhá. Mã số 18 đó là một chậu cáo tím xếp. Đây một chậu cáo tím xếp, cáo Cao Bằng xếp VIP này, 5 con. 1, 2, 3, 4, 5 con cáo xếp các bác ạ. Em chia sẻ bằng 299 các bác nhé. 299 cho mã số 18 các bác ạ. Và mã số 18 này thì bao gồm cũng có một con phân nhánh các bác nhé. Em chia sẻ bằng 299 các bác ạ. Đó, tiếp đến là mã số 17 ạ. Đó, mã số 17 của em ạ. Đó, 2 cây sơ mi và kèm một cây phân nhánh các bác nhé. Kèm một cây phân nhánh. Đây, nữa các bác này. 3 cây, chậu này 3 cây và bao gồm có đây, cây to phân nhánh VIP các bác này. Đấy. Dạ, em chia sẻ mã số 17 bằng 550 các bác ạ. Đó, 550 cho mã số 17 nhé. Đó, tiếp đến là một mã số 8, một chậu xếp Cao Bằng, à một chậu xếp Lai Châu. Mã số 8 đó là một chậu cáo xếp Lai Châu, cũng kèm một con phân nhánh của Lai Châu các bác ạ. Đấy, cáo xếp vùng miền Lai Châu nhé. Em chia sẻ các bác chậu này bằng 650 các bác ạ, bao gồm 4 con cáo xếp các bác nhé. 650 các bác ạ. Mời các bác ngắm những con cáo này, bao đỉnh luôn. Dạ mã số 8 các bác ạ, mã số 8 bằng 800k các bác nhé. À 650k các bác nhé, mã số 8 bằng 650 các bác ạ. Đó, tiếp đến thì chia sẻ các bác một siêu phẩm nhạn rừng Buôn Đôn mã số 1. Mã số 1 các bác nhé, nhạn tháng 4 rừng Buôn Đôn. 2, 4, 6, 8, 9 con nhạn các bác ạ. 9 con nhạn thì em chia sẻ bằng 860k các bác nhé. 860k cho nhạn tháng 4 rừng Buôn Đôn mã số 1 ạ. Mã số 1 các bác nhé. Tiếp đến giới thiệu các bác một chậu kiều trắng này. Hoa trắng tinh các bác. Đây một trong những chậu kiều trắng của Thái. Mầm gốc đi rất chi là nhiều các bác ạ. Kiều trắng Thái nhé. Quá trời mầm gốc luôn. Em chia sẻ các bác giá là bằng 500k một chậu kiều trắng các bác ạ. 500k cho một chậu kiều trắng nhé. Nó rất là đẹp luôn các bác. Thân tơ này bao phê luôn các bác ạ. Tiếp theo thì giới thiệu các bác một chậu sơn thủy tiên. Giá là bằng 300k một chậu các bác nhé. Chậu rất chi là to. Đó, 300k cho một chậu sơn thủy tiên các bác ạ. Đó, tiếp đến thì em giới thiệu các bác đó là một siêu phẩm nhạn rừng Buôn Đôn mã số 10. Mời các bác ngắm mã số 10 của em thì quá là nhiều nụ các bác nhé. Một lũa nguyên nụ rồi các bác ạ.
Đây, nhạn rừng Buôn Đôn nhé. 3 con này, 4 con này, bác ơi, 4 con này, 5 con này, 5 rồi này, đây, 6 này, 5 con rồi, hơi có sen. Đây, kèm một dề kiểu tím 10 thân các bác này, 10 thân kiểu tím một dề này, kèm một dề kiểu tím 10 thân tơ nhé. 8 con nhạn các bác ạ, đây, bao gồm 8 con nhạn rừng các bác này, rồi. 7 con đã có nụ rồi. 8 con nhạn rừng thì 7 con đã có nụ các bác nhé. Đây, bên đây mẹ bồng con các bác này. Cây này nó gãy mất một cái đọt ngọn. Bên dưới mẹ bồng con cây cũng đã có nụ nhé. Đấy, vị trí là 10 con nhạn. À, 8 con nhạn thì 7 con đã có nụ. Và kèm 10 thân kiểu tím nhé. Kèm 10 thân kiểu tím các bác ạ. Cái dề này thì mã số 10 em chia sẻ các bác bằng 1.550.000 các bác ạ. Nói chung là nó hơi ngoằn nghèo một chút và nhà em cũng chưa có thời gian nắn thân ấy. Này, các bác có nhu cầu sưu tầm về các bác có thể nắn thân lại nhé. Không một chút phần nào luôn các bác ạ. Đây các bác nhìn này, nhà em thuần chỉ uống nước. Nói chung là uống nước lã với lại sống bằng hơi gió thôi các bác. Đấy, nó rất là tự nhiên luôn. Mã số 10 bằng 1.550.000 các bác ạ. 1.550.000 cho mã số 10 các bác nhé. Đó, tiếp đến đó là một chậu cửu bảo tiên các bác ạ. Đây, trước màn hình của em là một chậu cửu bảo tiên 3 cây đang nụ các bác ạ. Đây, đang có nụ rồi. Cây này là ruồi vàng chích khô lá các bác ạ. Mã này là mã số 2 cửu bảo tiên. Bên đây là cháy lá các bác này. Cây này chuẩn bị nụ các bác, đang nứt nụ. Cây này cũng đang nứt nụ, cây này siêu đẹp không lỗi lầm nhé. Cây bên đây không lỗi lầm luôn. Và nói chung là cây này là vừa ruồi vàng chích vừa cháy lá nhẹ này. Chia sẻ các bác cái mã số 2. À, mã số 1 các bác. À, mã số 2 các bác. Đây, mã số 2. Dạ, mã số 2 chia sẻ các bác bằng 580 các bác ạ. 580 cho mã số 2 nhé. Còn đây là mã số 1 các bác. Mã số 1 thì vẫn là một chậu Koki. Mã này thì lỗi lá một chút các bác này. Ruồi vàng cũng chích một chút. Đây, chích mép lá các bác này. Cây này cũng là cây chuẩn bị nụ này. Đang nứt nụ rồi. Cây đây thì đang nụ các bác nhé. Cây đang nụ này. Cây này cũng là cây chuẩn bị nứt nụ các bác ạ. Dạ, đây là mã số 1. Dạ, mã số 1 thì chia sẻ các bác cái mã này là bằng 480k các bác ạ. 480 cho mã số 1 nhé. Một chậu Koki rất là đẹp các bác ạ. Và đối với Koki thì bình thường các bác để chậu cũng được. Để chậu cũng được và để ghép lũa cũng được các bác ạ. Đây, đối với những cái chậu Koki như này về các bác có thể ký lũa một cây ấy. Thì nó rất là đẹp các bác nhé. Mãi đỉnh luôn. Riêng Koki bác chơi mãi đỉnh. Đấy, một trong top đơn thân gọi là nhất nhì Việt Nam luôn các bác. Đây, các bác cứ ghép ký một cây một các bác ạ. Đây, một trong những mặt bông của Koki xưa nó rất là đẹp nhé. Đó, đây là mã số 1, em để các bác bằng 480 các bác ạ. 480. Rồi cái mã này là mã số 3. À, mã này là mã. Ôi, em xin lỗi. Cái mã này là mã số 4 các bác ạ. Đây là mã số 4 này. Mã số 4 bằng 480 các bác nhá, 480. Ở đây là mã số 1 các bác. Mã số 1 thì bao gồm là 3 cây đẹp. Ở 2 cây đang nứt nụ và 1 cây còn nụ rồi các bác. Cây này thì lỗi một tí lá này. Mà chậu này thì bao đẹp á. Nói chung là cây bao đẹp. Mã số 1 này thì em để bằng 650 các bác ạ. Chia sẻ bằng 650 nhé. Koki các bác ạ. Đây. Rồi tiếp theo thì có mấy cây Koki lẻ các bác ạ. Đấy, những cây này là em cũng chia sẻ cho khách một hai cây một đấy. Đấy, hai cây này cũng là hai cây chuẩn bị nụ nhé cả nhà mình. Hai cây này là hai cây chuẩn bị nụ này. Mã này là mã số 4. Rồi, mã số 4 thì em chia sẻ các bác là bằng cái mã này là bằng 268 các bác ạ. 268 cho mã số 4 này. Ở đây là mã số 3 các bác. Đây, mã số 3 cây này thì hơi độ cháy một tí các bác. Đây, cháy lá một tí các bác này, rất là đẹp. Đây, mã số 3 nhé. Cây siêu to đẹp các bác. Kèm một cây nhỏ nhỏ này nữa. Đây, kèm một cái cây nhỏ nhỏ bên đây nữa các bác ạ. Dạ, mã số 3 này thì em để các bác bằng 138 các bác nhé. 138 Koki các bác ạ. Ở tiếp theo thì chia sẻ các bác một cây cửu bảo tiên. Đây, đây là một trong những cây cửu bảo tiên đẻ búi các bác. Cây này nó là cây đẻ búi hiếm khi các bác có những cây đẻ búi như thế này, một mẹ ba con nhé. Cái này mà kỳ búi thì phải nói là bao phê các bác ạ. Dạ, mã số 1 cửu bảo tiên nhé. Em để các bác bằng chia sẻ các bác bằng 280 các bác ạ. 280 cho mã số 1 này. Một cây đẻ búi rất là hiếm luôn, không mấy khi có cây đẻ búi này đâu các bác ạ. 280 cho mã số 1 nhé. Ở đây mã số 2. Mã số 2 là một cây đơn chuẩn bị nụ các bác. Cây này đang nứt nụ rồi. Mã số 2 thì chia sẻ các bác bằng 268 các bác ạ. 268 cho mã số 2 nhé. Và tiếp đến là mã số 3, một cây nhỏ thì em sẽ chia sẻ cây này các bác đi mua cây giống là cũng không có giá này luôn. Em chia sẻ các bác mã số 3 bằng 99k các bác ạ. 99k cho một cây cửu bảo tiên mã số 3 các bác nhé. Toàn bộ là cây đã nuôi vườn rất là lâu năm các bác này. Đây này.
em tách tách nó ra đấy, tách nó ra để chia các bác mà không có khả năng sưu tầm cả chậu to ấy. Đấy, Cửu Bảo Tiên các bác ạ, một trong những top đơn thân, phải nói là số 1, nhất nhì số 1 Hội Lan các bác ạ. Đó, tiếp theo thì chia sẻ các bác một cây xếp su 4N, mã số 1. Mã số 1, một cây 4N đơn thân, 9 cặp lá rưỡi đang nụ. Em chia sẻ bằng 530k một chậu các bác ạ, mã số 1. Đó, mã số 2 là một cây đơn, lỗi một lá chân các nhá, lỗi một lá chân. Bình thường cây này bán 380, nay chia sẻ các bác 280 các nhá, 280 lỗ mất một cái lá chân đây các bác này. Đó, chia sẻ các bác bằng 280 các bác nhá. Lá mít rụt tròn xoe luôn. Đấy. Tiếp theo là mã số 3 các bác, mã số 3 là một chậu hai cây. Cây này là cháy tí mặt trên các bác này, mặt dưới vẫn xanh lét luôn cả nhà mình. Đây, mặt dưới xanh lét luôn. Không ảnh hưởng đến chất cây các bác ạ. Mã số 3 thì em chia sẻ các bác là bằng 530 các bác ạ. Đó, 530k cho mã số 3 nhé các bác. Đó, tiếp đến là một chậu hoàng nhạn A3 các bác ạ. Đây, những một trong những mặt bông xanh cốm. À, cái em A3 này nó gọi là F2 của cây tháng 8 các bác ạ. Đó, cây tháng 8 thì nó là F1 và cái A3 này nó là F2. Một trong những mặt bông gọi là 99% là giống cây tháng 8. Và em chia sẻ các bác cái chậu này là bằng 1.380.000 các bác ạ. Một chậu A3 các bác nhé, 1.380.000. Ba cây tác phẩm, bình thường các bác mua những cây tác phẩm bản lá to này, 5 sen này, sẽ không bao giờ dưới giá là 1.500.000 đến 1.800.000 một cây ạ. Đó, em chia sẻ các bác cái tác phẩm này là bằng 1.380.000 nhé. Đó, tiếp đến là một chậu bạch nhạn hoa trắng các bác ạ. Đó, trước màn hình của em là một chậu bạch nhạn hoa trắng á, em chia sẻ các bác bằng 500k một chậu nhé. Một trong những mặt bông trắng tuyết rất là đẹp ạ. Rồi chia sẻ thêm các bác một cây đai châu bỏ sữa siêu to khổng lồ với giá là bằng 750k một chậu ạ. 750 cho một chậu bò sữa các bác nhé. Đây, một trong những cây bò sữa rất là đẹp. 750 các bác ạ. Dạ, một em siêu phẩm kiều tím đang sưng mắt nụ và mắt nụ còn rất là nhiều các bác nhé. Mắt nụ còn rất là nhiều. Em chia sẻ các bác một tác phẩm kiều tím VIP nhé, với giá là bằng 2.200k các bác ạ. 2.200k cho một siêu phẩm kiều tím các bác này. Đó, các bác sưu tầm thì alo qua số điện thoại 0977 842981 giúp em các bác nhé. Rồi tiếp theo thì sale các bác những cái chậu quế trắng đơn thân các bác ạ. Đây, trước màn hình của em là một chậu quế trắng tháng 8 có mã số là Q2 ạ. Dạ, Q2 thì các bác nhìn cho em cái thân của nó, mời cả nhà mình ngắm nhé. Này, đối với một thân to này không dưới 1.200.000 một thân. Bản lá to rất là đẹp các bác nhé, bản to lá nhựa. Thân to rồi, em chia sẻ các bác cái mã này là bằng 860 các bác ạ. 860k cho mã số Q2 ạ. Quế trắng tháng 8 các bác nhé, quế trắng tháng 8. Đó, tiếp đến là mã số D2 các bác nhé. D2 thì là một chậu hai cây, cũng đẹp các bác ạ, đơn thân. Cháy mép lá này, cháy mép lá này. Đấy, cháy khô thôi, thực ra chất cây rất là phê. Để các bác mã này là bằng 650 cho mã số D2 các bác ạ. Đó, tiếp đến là cái mã số B5. Đó, nó là một chậu quế trắng. Mà cái chậu này nó là hàng để búi các bác. Chậu hàng để búi, nói chung là những hàng để búi này ít lắm. Đấy, để con để búi rất là nhiều. Mã số B5 em chia sẻ các bác là bằng 1.100.000 các bác ạ. 1.100.000 cho mã số B5 các bác nhé. Chậu này để búi rất là nhiều luôn các bác. Đó, để con để búi các bác này. Mã số B5 1.100.000 các bác ạ. 1.100.000 nha. Đó, tiếp đến là cái mã số 1E cả nhà mình nhá. Một siêu phẩm quế trắng VIP, bản to là nhựa các bác ạ. Đấy, bản lá hơn 5 cm các bác này. À, mã số 1E thì em chia sẻ các bác bằng 1.680.000 các bác ạ. 1.680.000 cho mã số 1E các bác nhé. Đây là mã số 1E, 1.680. Đó, tiếp theo là mã số B5, à D5. Cái mã này là mã số D6 các bác. Đây, trước màn hình của em là mã số D6 thì là một chậu quế mà phải nói là nó đẻ búi các bác. Đó, đây mời các bác ngắm bộ rễ này. Có một gốc thôi nha, chậu này thì có một gốc rồi đẻ búi các bác này. Đó. Mời các bác ngắm phải nói là lấy tê phê luôn các bác thân này, bao đỉnh này. Đây. Một gốc để không biết hàng bao nhiêu búi con các bác ạ. Cây chậu này của em chia sẻ bằng 1.680.000 đây các bác. 1.680.000 thì hôm nay em sẽ sale các bác là bằng 1.380.000 có nhá. Đây, chậu này có giá bằng 1.680.000 này. Rồi, hôm nay xả các bác bằng 1.380.000 các bác ạ. 1.380.000 cho mã số 6D nhá. 6D quế trắng VIP. Một búi các bác nhá. Các bác chốt cái mã này là mã búi này. 6D 1.380.000 ạ. Rồi tiếp theo là một cái chậu tam bảo sắc hoa trắng các bác ạ. Đây.
Thực tế lúc trước các bác hỏi em rất là nhiều tại vì sao cái mặt bông tam bảo sắc trắng đột biến nó lại đắt như vậy. Và thị trường thì cũng đang sale tầm 380 ngàn một thân các bác ạ. Rồi. Bảo hành chuẩn cho các bác là chuẩn giống, các bác đã từng sai hoa thì chốt luôn nha. Mã này là mã số 1. Mã số 1 đó là một chậu tam bảo sắc trắng và hay còn gọi là trắng đột biến các bác. Này lá nó bị cháy khô các bác này, cháy khô từ lâu rồi các bác nhé. Không để tránh khỏi được tại vì đây toàn bộ là cây nuôi vườn các bác, rất là đẹp. Dạ mã số 1 thì em sale các bác bằng 630k một chậu ạ. 630 cho mã số 1 các bác nhé. Ở đây là mã số 2 các bác ạ. À mã này là mã số 8 ạ. Em xin lỗi, mã số 8 thì rất là nhiều vòi các bác nhé. Này 2, 3, 4. Mã này thì có 5 vòi hoa các bác ơi. Này 5 vòi hoa luôn các bác ạ. Mã này thì có 5 vòi hoa mã số 8 ạ. Mã số 8 các bác nhé, cũng bị cháy một chút ạ. Này lỗi lá một chút các bác này. Nói chung là nó lỗi nhẹ thôi. Phải nói là chất cây cằn thì rất là đẹp các bác, không một tí phần nào luôn. Và hôm nay sale các bác cái mã số 8 bằng 650k một chậu các bác nhé. Chậu này thì bao gồm có 5 vòi các bác ạ. 650 cho mã số 8 các bác nhé. Đây là mã số 8. Đấy, ngoài ra thì còn rất là nhiều siêu phẩm VIP nữa các bác. Đây là mã số 5 này. Mã số 5 cũng siêu là đẹp các bác ạ. Mã số 5 thì vẫn là một chậu tam bảo sắc trắng đột biến các bác này. Này nụ các bác nhìn này, trắng phau luôn. Đây các bác ơi, nụ này. Dạ mã số 5 thì em cũng chia sẻ các bác bằng 630k một chậu các bác ạ. Mã này thì phải nói là đẹp các bác ạ, rất là đẹp. 630k cho một chậu mã số 5 nhé. Rồi, đây lại chia sẻ thêm các bác một số đơn thân nữa. Đây trước màn hình của em đó là một cái giò hoàng tam bảo này. Một cái giò hoàng tam bảo VIP đỉnh các bác ạ. Em chia sẻ các bác bằng 1.150.000, rất là nhiều nụ ạ. 1.150.000 các bác nhé. Một cái giày hoàng tam bảo siêu VIP ạ. Hoàng tam bảo các bác nhé, 1.150.000, rất chi là nhiều nụ luôn các bác ơi. Đây các bác này nụ quá trời đất này, nụ quá trời đất luôn. 1.150.000 cho một cái dề hoàng tam bảo này. Rồi tiếp theo là một cái dề tam bảo sắc Điện Biên các bác ạ, mã số T2 ạ. Tam bảo sắc Điện Biên VIP nha, em chia sẻ các bác mã này là bằng 1.650.000. Đây các bác ơi, siêu phẩm tam bảo sắc Điện Biên này. Đấy các bác dinh ngay cho mình cái tác phẩm này, chấn vườn phải nói hương thơm đặc biệt luôn các bác. Tam bảo sắc Điện Biên nhé. Mã số T2 bằng 1.650.000 các bác ạ. 1.650.000 cho mã số T2 nhé. Đẹp đẳng cấp luôn các bác. 1.650.000 ạ. Đó các bác sưu tầm thì liên hệ qua số là 0977 842 981 các bác nhé. Rồi em lại giới thiệu các bác đó là một siêu phẩm nhạn rừng Buôn Đôn. Hoàng nhạn rừng Buôn Đôn các bác ơi, cái mã siêu phẩm VIP với giá bằng 5 triệu các bác nhé. 5 triệu cho một mã siêu phẩm VIP nhạn rừng Buôn Đôn. Chiều cao của lũa này là 1m7 các bác ạ. Quá trời đất là nụ luôn. Cái này thì các bác về đặt sảnh sân vườn này, ao bơi bể cá thì phải nói là khuôn viên tiểu cảnh thì quá đẹp các bác nhé. Gọi là hương thơm thì bao đỉnh luôn các bác. Mãi đỉnh của hoàng nhạn thì các bác cũng biết rồi. Bao phê, rực rỡ một mùa hoa nhé. Nói chung rực rỡ một mùa hoa. Siêu phẩm nhạn rừng Buôn Đôn tháng 4 các bác nhé. Em chia sẻ các bác giá là bằng 5 triệu các bác ạ. Không một cây nào là không có nụ các bác nhé. Đó, 3940 con nhạn các bác ơi. 3940 con nhạn nhé. Đó, các bác về đặt sảnh, đặt lan can đều được các bác ạ. Nhiều nụ lắm các bác ơi. Nhiều nụ lắm luôn ấy. Sai hoa các bác này. Đây có những cây mẹ bồng con này các bác, cây này cũng là cây mẹ bồng con này. Ôi, nụ quá trời đất luôn các bác ạ. Đây nụ các bác này, cây nào cũng là cây có nụ luôn các bác ạ. Nói chung là thực ra là không có người giữ ấy, chứ cái dề này của em ấy, trụ này của em mà bách lên thì nó đẹp lắm các bác. Nhưng nó ra nó rất là đẹp luôn. Thực tế là bên ngoài còn đẹp hơn trên live rất là nhiều các bác ạ. Dạ em chia sẻ với giá là bằng 5 triệu các bác nhé. Siêu phẩm nhạn tháng 4 rừng Buôn Đôn. Đó, các bác ngắm lũa lan, chiều cao 1m7 ạ. Chiều cao 1m7 các bác nhé. Dạ siêu phẩm nhạn rừng Buôn Đôn, các bác sưu tầm được thì chốt nhá, chốt cho em là siêu phẩm nhá. Đó tiếp theo thì giới thiệu các bác một cái dề tam bảo sắc Điện Biên mã số T1 nữa. Đối với mã này thì phải nói xếp chân dép từ gốc đến ngon. Dạ mã số T1 tam bảo sắc Điện Biên chia sẻ các bác bằng 1 triệu 5 ạ. 1 triệu 5 các bác nhá, tam bảo sắc Điện Biên mã số T1. Đó, tiếp theo là một cái chậu quế trắng các bác ạ, mã số 5E. Mã số 5E em chia sẻ các bác là bằng 2 triệu các bác nhé. Một mẹ bồng 5 con, bản lá siêu to các bác. Này các bác ơi, chưa nhìn hết cái gốc của nó các bác này. Bách lên, cái giò này bách lên rất là đẹp luôn.
Dạ, mã số 5E em chia sẻ các bác là bằng 2 triệu các nhé. 2 triệu cho một siêu phẩm quế trắng tháng 8 các bác ạ. Quế Hòa Bình các bác này. 1, 2, 3, 4, 5 con các bác này. Một mẹ bồng 5 con mã số 5E nhé. Rồi, tiếp theo chia sẻ các bác một chậu kiếm xanh Huế khủng với giá bằng 1 triệu 680 các bác ạ. 1 triệu 680k cho siêu phẩm xanh Huế các bác nhé. Này đúng một siêu tác phẩm luôn. Các bác chấn vườn thì chốt luôn, tại vì cái này là đang chuẩn bị nụ các bác ạ. Thậm chí có khi là có nụ rồi đấy, tại vì em cũng chưa vạch chậu. Ôi, chia sẻ các bác một chậu người đẹp không tên đang nụ các bác này, to lắm. Bác Dinh chấn vườn là chốt luôn cái chậu này cho em, chia sẻ các bác là bằng 1 triệu các bác ạ. 5 cây trắng người đẹp không tên, chậu mẹ khá là to quá nhá. Rất là đẹp, và 4 thân hoa đang nụ các bác ạ. Với giá bằng 1 triệu ạ. Đây ạ. Đây một chậu cờ đỏ 5 cánh trắng đang nụ các bác nhá. Một chậu cờ đỏ 5 cánh trắng đang nụ, chậu này chia sẻ các bác 1 triệu 250 ạ. Duy nhất một tác phẩm đang nụ các bác ạ. Chậu này thị trường thì không dưới giá 2 triệu rưỡi đến 5 triệu. Đó, tiếp theo một chậu 5 cánh trắng đại cát chia sẻ các bác 480k một chậu nhé. 5 cánh trắng đại cát các bác ạ. Đấy. Tiếp theo thì lại chia sẻ các bác một chậu 5 cánh trắng củ chi, chậu này đẹp với giá bằng 480 nhé. 480 các bác ạ. Ở ngoài ra còn rất là nhiều mã lan siêu phẩm đẹp, các bác mua thì liên hệ qua Zalo và số điện thoại cho em nhé. Đây giới thiệu các bác một chậu tím cánh bầu này, đang nụ này. Dạ một chậu tím cánh bầu đang nụ chia sẻ các bác bằng 320k một chậu ạ. 1 2 3 4 5 6 thân hoa các bác nhé, đang nụ rất là nhiều ạ. Dạ một chậu trầm Điện Biên với giá là bằng 380k một chậu các nhé, cái này thì không giới thiệu nhiều nữa. Đang nụ rồi. Tiếp theo một chậu ám Hòa Bình cũng đang rất là nhiều nụ các bác ạ, chậu mẹ này. 350 cho một chậu ám Hòa Bình các bác nhé. Đang rất chi là nhiều nụ luôn. Còn đây là một chậu cửu long cao phong hàng VIP các bác ạ. Này thân thủ. Nói bao phê các bác chơi cửu long cao phong gọi là mãi đỉnh. Và em chia sẻ các bác cái chậu này với giá là bằng 1 triệu các nhé, cửu long cao phong. Đấy, một trong những top lan phải nói là xuất sắc luôn các bác ạ. Đây. Cửu long cao phong các bác chơi mãi đỉnh cho em này. Cửu long cao phong như một siêu phẩm với giá bằng 1 triệu các bác nhé. Đó, tiếp theo là một chậu cánh bầu đại hàng VIP các bác, một siêu phẩm cánh bầu đại nhé. Chiều cao của thân là 1m7 các bác ạ. Thân thủ thì to hơn ngón trỏ cái các bác, to hơn ngón chân cái này. 8 thân hoa hàng khủng ạ. Cái này thì đặc biệt là chia sẻ cho bác nào mà chơi chấn vườn thôi. Cái này các bác chơi thì mãi đỉnh, năm nào các bác có một chậu khủng như thế này để thân các bác chơi nhá. Thân thì là thân thủ rồi các bác, này mầm gốc các bác nhìn như thế này là các bác đủ biết phê chưa? Này. Này mầm gốc là chưa đếm xuệ đâu các bác, tự nhiên phải nắn cái thân này lên. Cánh bầu đại khủng nhá, chia sẻ các bác bằng 1 triệu 6 á. Dạ một chậu lộc bắc ạ, với giá bằng 400k một chậu các bác nhá. Lộc bắc đang nụ này. 400 cho một chậu này. Dạ một chậu ám Văn Giang đó các bác ơi. Ám Văn Giang chuẩn bị nụ này. 300k một chậu này. Đấy. Tiếp theo một chậu cánh bầu này các bác ơi, một chậu cánh bầu mai đang nhiều nụ này. Đấy, bầu cánh mai các bác nhá, rất là nhiều nụ luôn. Chia sẻ các bác chậu này bằng 268 nhé. 268 cho chậu bầu cánh mai rất là đẹp ạ. Đó, còn rất chi là nhiều mã lan rừng đẹp ạ. Các bác mua hàng thì cứ trực tiếp qua Zalo và số điện thoại giúp em các bác nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác đã đón xem và ủng hộ like nhà vườn ạ. Em xin cảm ơn các bác ạ.